Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Safascom. Và trong tuần này chúng ta sẽ cùng bắt đầu điểm lại những tin tức nổi bật nhất của Samsung trong tuần vừa qua nhé. Ok, các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Vậy thì hãy bắt đầu với tin đầu tiên nhé. Và mở đầu phần bản tin ngày hôm nay đó chính là thông tin mới nhất về Samsung Galaxy M60 và cụ thể đó chính là camera của chiếc điện thoại này. Và một đoạn clip ngắn trên tay Samsung Galaxy M60 vừa được đăng tải trên YouTube cho thấy chiếc điện thoại này sẽ có camera tốt nhất so với các smartphone cùng dòng Galaxy M. M60 sẽ có camera bao gồm một cảm biến chính 48MP IMX586 và cảm biến phụ 16MP. Tác dụng của cảm biến thứ hai chưa được làm rõ, nhưng với độ phân giải 16MP, rất có thể nó sẽ là ống kính tele hoặc một góc cực rộng. Theo thiết kế, cụm camera kép này sẽ xếp theo chiều dọc, xen giữa là đèn flash LED. Camera selfie được cất giữ bên trong một lỗ rất nhỏ, không giống như thiết kế lỗ bấm của Galaxy M40. Và đây cũng là lần đầu tiên mà chúng ta nghe được về những thông tin của Samsung Galaxy M60. Và hiện tại thì Samsung cũng chưa xác nhận là sẽ ra mắt Galaxy M60, cho nên tất cả những thông tin mà chúng ta nghe được trong đoạn video clip đều chỉ là những thông tin tham khảo thôi các bạn nhé. Và thông tin thứ hai trong phần bản tin ngày hôm nay đó chính là thông tin về chiếc Galaxy Watch Active. Thì cách đây không lâu chúng ta đã được chứng kiến tận mắt phiên bản màu đen của Galaxy Watch Active 2. Thì mới gần đây nhất thì phiên bản màu vàng hồng của Galaxy Watch Active cũng vừa được ra mắt. Theo đó phiên bản này trông giống màu hồng hơn là màu vàng hồng, thế nên nhiều khả năng sẽ nhận được nhiều sự đón nhận hơn từ phái nữ. Vẫn chưa có thông tin gì về ngày ra mắt của Galaxy Watch Active 2, nhưng có thể ngày đó chưa thể đến sớm được bởi vì Galaxy Watch Active mới chỉ lên kệ được vài tháng. Đầu năm nay thì Samsung đã cho ra mắt Samsung Galaxy S10 sử dụng chip Exynos 9820 ở tiến trình 8 nm. Và sau đó hình ảnh rò rỉ điểm hiệu năng của Samsung Galaxy Note 10 với tiến trình 7 nm đã cho thấy kết quả cao hơn so với Samsung Galaxy S10 ở bài kiểm tra đơn nhân và đa nhân. Galaxy Note 10 ở những thị trường khác sẽ được trang bị chip Exynos 9825 tiến trình 7 nm đầu tiên của Samsung. Còn với riêng thị trường Mỹ sẽ được sử dụng chip Snapdragon 855 Plus mà Qualcomm vừa được giới thiệu. Còn về phần mức giá và ngày mở bán thì có một số thông tin dự đoán cho rằng Samsung sẽ cho lên kệ với mức giá từ $1,020 cho đến $1,190 vào ngày 23 tháng 8. Và các phiên bản của Samsung Galaxy Note 10 sẽ bao gồm Note 10 và Note 10 Plus và Note 10 5G và Note 10 Plus 5G. Theo tài liệu bằng sáng chế thì kính thông minh của Samsung sẽ đi kèm với một máy chiếu thu nhỏ. Máy chiếu sẽ chiếu hình ảnh trước mặt người đeo kính. Bằng sáng chế chưa giải thích chi tiết là thông tin có thể hiển thị là gì. Phần khung kính sẽ chứa hầu hết tất cả các thiết bị điện tử của nó. Tuy sẽ có nhiều thay đổi và bổ sung cho đến khi sản phẩm hoàn thiện và ra mắt, thì thiết kế của cặp kính này cho thấy người dùng có thể tự khởi động bằng việc mở ra hoặc cặp lại. Và để ngăn cho thiết bị này không bị tự động ngắt khi người dùng đang sử dụng hoặc xoay đầu, Samsung đang nghĩ ra cách để có thể trang bị một thiết bị cảm biến điện tử cho nó. Tuy nhiên thì sản phẩm này vẫn chỉ đang là một bằng sáng chế. Nó có một cách thẳng thắn thì nó vẫn đang nằm trên giấy tờ, thì việc ứng dụng và thực tế của nó vẫn còn đang khá xa. Tin cuối cùng trong phần bản tin ngày hôm nay đó chính là về thông tin của Galaxy Tab S6. Cụ thể thì theo như một thông tin được đăng tải trên tài khoản Twitter cho rằng rất có thể Book S Pen của Galaxy Tab S6 sẽ được trang bị thêm tính năng sạc không dây và những tính năng điều khiển thông minh khác. Một số phản hồi về chiếc Tab này của Samsung mà tụi mình đã tổng hợp được trong tuần vừa qua thì hầu hết mọi người đều nhận xét rằng đây là một chiếc Tab của Samsung rất đáng để chi hầu bao. Khi ngoài những tính năng tuyệt vời như chipset cao cấp Snapdragon 855, RAM 6GB và hỗ trợ bộ nhớ trong 128GB và 256GB, chạy hệ điều hành Android 9 chấm mới nhất, thì nay Book S Pen của Samsung đã được nâng cấp lên một cách đáng kể. Còn về ngày ra mắt thì rất có thể nó sẽ được trình làng cùng với thời điểm ra mắt Galaxy Note 10. Và như vậy đó là 5 tin tức nổi bật nhất của Samsung trong tuần vừa qua. Các bạn còn biết thêm những tin tức nổi bật nào nữa thì đừng quên chia sẻ với tụi mình thông qua phần bình luận ở bên dưới nhé. Và nếu cảm thấy thích video này thì đừng quên để lại một like và hãy ấn subscribe để không bỏ lỡ những số hấp dẫn trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.